Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng với Giáo hội Việt Nam mừng kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam là bổn mạng của Giáo hội Việt Nam chúng ta, các riêng bổn mạng của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Trang. Trong niềm vui tạ ơn và cầu bình an cho nhau, chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng. Chúng ta cùng với các thánh tử đạo Việt Nam là cha ông của chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa ban cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta được thấm đẫm máu đào của các thánh tử đạo. Các thánh tử đạo là những người đã dùng máu của mình, dùng sự sống của mình đã can đảm làm chứng niềm tin vào Chúa. Xin các thánh tử đạo Việt Nam phù hộ cho mỗi người chúng ta cũng được bắt chước các ngài. Chúng ta giữ vững niềm tin trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay là không thuận lợi. Nhất là trong cuộc sống ngày hôm nay, có nhiều cám dỗ, có nhiều thử thách, rất có thể làm cho chúng ta mất đức tin. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiện tâm. Chúng con chung tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua ở trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhân lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ 2. Hồi ấy, có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có 1 ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người con một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng, lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn là bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng kiêu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngày này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. Ai nghen ngào ra đi gieo hạt giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng vui. Khi tu nhân Si-on trở về, ta tưởng trong giấc mơ vang vang câu nói cười reo rộn rã khúc ca giặt diều.
ấy, người ta thi nhau nhỏ to, vì đại thầy Chúa làm cho ta. Ôi vì đại thầy tràn chứa trong ta niềm vui. Thân tu nhân xin thương đổi thầy, như dòng sông phía nam đi reo khóc lóc sầu than, về hai hân hoan mùa màng. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa banh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng ta bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đức, nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải tự bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất,
Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã long trọng tuyên cho 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh, trong đó có 96 người Việt Nam và 21 thừa sai ngoại quốc. Đây là con số các thánh tiêu biểu cho hàng trăm ngàn các vị tử đạo trong thời gian khoảng 300 năm giáo hội chúng ta bị bắt hại đạo qua 6 triều vua Trịnh Nguyễn Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Đọc lại hàng các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta nhận thấy các ngài đã can đảm phi thường vì yêu mến Chúa Kitô, nên coi nhẹ mọi cực hình đau đớn, một lòng trung thành giữ vững đức tin. Và chính Chúa Giêsu, chính thánh giá của Chúa Giêsu là cái mẫu gương, là cái động lực, là cái sức mạnh để cho các ngài vượt qua tất cả những cái hình khổ. Có khi có thánh bị dụ bước qua thánh giá, gọi là quá khóa. Nếu mà các ngài bước qua thánh giá thì được sống, còn không thôi thì sẽ bị giết chết. Nhưng mà các ngài nhất định không bước qua thánh giá, bởi vì thánh giá chính là điểm tựa cho các ngài. Phục vụ lời Chúa hôm nay được bắt đầu với câu chuyện của một bà mẹ và 7 đứa con trai người Do Thái cùng chết chỉ trong một ngày dưới thời vua Antioco đang bắt hại đạo. Họ bị đánh đòn, bị bắt ăn thịt heo, bị bắt sống ngược lại với lề luật của Môi-se, nhưng mà tất cả đều cam đảm giữ vững niềm tin và lề luật mà Đức Chúa đã truyền dạy với một tinh thần bất khuất, chấp nhận tất cả mọi hình khổ, ngay cả cái chết. Như chính lời của bà mẹ đã khuyên dạy các con của mình dựa vào niềm tin của bà, giống như bà dạy giáo lý cho con của mình. Chính Đức Chúa là chủ tể sẽ ban lại tất cả những gì mà chúng ta mất mát vì niềm tin. Chúa sẽ ban lại cho chúng ta. Chính người sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Người sẽ trả các con cho mẹ. Thật là tuyệt vời. Một bài giáo lý, một cái mẫu gương đức tin của một bà mẹ, mà tất cả hôm nay những bà mẹ, những người cha, những người mẹ, chúng ta nhìn thấy đó là cái mẫu gương cho chúng ta. Còn bài đọc 2, Thánh Phaolô đã xác quyết về niềm tin vào Thiên Chúa. Không có bất cứ một hình khổ nào, một cái sức mạnh nào, ngay cả cái chết đi chăng nữa, cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Không có một cái gì. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, còn chúng ta tin tưởng, chúng ta tín thác nơi Ngài. Và cuối cùng, chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã an ủi và nâng đỡ tất cả các môn đệ, những con người đang bước theo chân Chúa. Đó là cần từ bỏ chính mình và vác thập giá hàng ngày mà đi theo, để rồi ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Kính thưa anh chị em, trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, duy nhất có một phụ nữ, bà cũng là một bà mẹ, đó là bà Thánh Anne Lê Thị Thành, hay ta còn gọi là bà Thánh Đê, lấy theo tên của người con lớn nhất của bà. Bà Thánh Anne Lê Thị Thành có 6 người con. Trong cơn đau đớn vì bị tra tấn,
đã nhắn nhủ cô con gái đến thăm mình rằng: con chuyển lời mẹ nói với các anh chị em con là hãy coi sóc việc nhà, giữ đạo, sốt sắng đọc kinh sáng tối, dâng lễ mỗi ngày, cầu nguyện cho mẹ bác thánh giá Chúa cho đến cùng. Lại là một bài giáo lý của một bà mẹ cho những người con của mình. Thánh Giuse Lựu trùm họ Mạc Bác đã tâm sự với một linh mục bạn tù rằng: xin cha cầu Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho con sắp phải đi đày, con xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về con, ngay cả mạng sống của con. Tất cả các thánh nói chung đều muốn hiến dâng cho Thiên Chúa tất cả, chấp nhận tất cả đau đớn cực hình, tuyệt đối không bước qua thánh giá. Một điều luôn vui tươi, không có thánh nào mà trước khi bị người ta chém đầu rồi chửi rủa, mắng mỏ hay là giận dữ những người giết hại mình. Tất cả các thánh đều vui tươi, tất cả các thánh đều bình an, và tất cả các thánh đều nói lời tha thứ cho tất cả những ai giết hại mình. Kính thưa anh chị em, giáo sự, giáo phụ thời xưa đã nói: máu của các thánh tự đào là hạt giống làm trổ sinh các Kitô hữu. Hôm nay chúng ta là con cháu của các thánh tự đạo. Những gì chúng ta được đón nhận hôm nay trong đời sống đức tin, đó cũng là nhờ công ơn của các thánh. Chúng ta hãnh diện và chúng ta cùng với các ngài dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân các ngài, đồng thời xin các ngài, xin các thánh phù trợ cho tất cả chúng ta, để chính chúng ta cũng biết cố gắng không ngừng trong đời sống đức tin. Ngày hôm nay có thể chúng ta không có đổ máu để tự đạo như ngày xưa, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống cái tinh thần tự đạo như các thánh tự đạo của chúng ta. Ngay trong đời sống đức tin, khi chúng ta biết yêu thương, khi chúng ta biết hy sinh, khi chúng ta biết bao dung, khi chúng ta biết phục vụ, khi chúng ta biết khiêm tốn, hầu làm sáng danh Thiên Chúa và mang lại ơn cứu độ, mang lại sự sống cho chính mình và cho tất cả những người sống xung quanh chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa thành thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria. Chịu đóng đinh vào thân gia, chén và tang xác, xuống ngục tổ tông. Thứ ba kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Phép tăng vô cùng sau bới trời, lại xuống ban sen kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh, hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, các thánh tự đạo Việt Nam là những đấng đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa, trung thành với Tổ quốc và Hội Thánh, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Với tâm tình cảm phục và mến yêu các bậc anh hùng tiền bối trong đời sống đức tin, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh luôn tha thiết mời gọi các Kitô hữu làm
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trên thế giới ngày nay, nhiều Kitô hữu, đặc biệt là các Kitô hữu trẻ, bị mất đức tin vì hiểu biết giáo lý không đủ và hầu như không biết đến quyển Kinh Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết để có thể giữ vững niềm tin cũng như để có thể dẫn thân theo Chúa đến cùng, cần phải học hỏi sâu rộng giáo lý của Hội Thánh và sống lời Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Không có gì cắt được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn gắn bó và tin yêu Chúa, phó thác đời sống cho Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, ông bà tổ tiên chúng con đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin, để nói lên lòng mến của các ngài đối với Chúa. Xin Chúa thương trợ giúp để chúng con có thể luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận. Nhờ đó mai sau chúng con cùng được chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ
và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con, xin cũng thương chấp nhận của lễ tín dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu chúng con, tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xưng ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đứng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mừng và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mừng chiêu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mừng Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mừng và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giám Quản Giuse, Đức Cha Luy và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con hiệp ý dâng lời tạ ơn, xin ơn bình an cho chúng con, bình an cho Giáo hội Việt Nam, bình an cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Trang chúng con.
bình an cho gia đình, xin ơn sức khỏe như ý thắng hóa công ăn việc làm. Cầu cho linh hồn Teresa mới qua đời, Phêrô Giuse, Agatha, Gioan Bautista, Maria, Anna, tin nhân, các linh hồn thai nhi và các linh hồn, và tất cả những ý nguyện chúng con khiêm tốn dâng lên cho Chúa trong thánh lễ này. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tự đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
xin ban bình an cho chúng con. Đầy chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhân mừng bà máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời anh chị em ngồi một chút xíu. Sau thánh lễ, xin mời anh chị em nhận bản tin hàng tuần số 46 của giáo xứ. Trong tuần tới đây, Đức Thánh Cha Francisco ngài sẽ tông du tại Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 19 cho đến ngày 26 tháng 11. Ta cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha có cái chuyến tông du được mà mọi sự bình an và tốt đẹp. Ngày thứ Tư 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, thì nhân dịp này Ủy ban Công giáo, Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam có gửi một cái lá thư cho anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thì xin quý thầy cô ta cũng đọc qua để lắng nghe những tâm tình chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho chúng ta trong việc giáo dục. Rồi buổi chiều ngày thứ Tư 20 tháng 11 là 21 thì mới lễ Đức Mẹ Dân Mừng, mà ngày 20 tháng 11 vào buổi chiều thì hội các bà mẹ Công giáo thuộc giáo hạt Phú Thọ mừng bổn mạng Đức Mẹ Dân Mình được tổ chức tại giáo xứ Hòa Hưng. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ Công giáo, giống như trong lời Chúa hôm nay có nhắc đến hình ảnh của những người mẹ, một nền tảng đức tin cho chính mình và cho gia đình, nhất là cho con cái của mình. Ngày thứ Sáu 22 tháng 11 vào buổi chiều, thứ nhất là lúc 5:10 thì giáo khu 4 Tĩnh Tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng kính trọng thể Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Rồi 5:45 là thánh lễ mừng kính thánh Cecilia bổn mạng của cả đoàn Cecilia. Cho nên xin mời anh chị em giáo khu 4 ta tham dự đông đủ, như cộng đoàn chúng ta cùng hiệp thông tạ ơn, cầu nguyện cho nhau cách riêng, cầu nguyện cho cả đoàn Cecilia. Ngày thứ Bảy 23 tháng 11 mừng kính trọng thể Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ, chiều thứ Bảy cũng như Chúa Nhật tới bổn mạng giáo khu 4, 5:00 tập trung đọc kinh 5:15. Buổi chiều rước kiệu cung nghinh Chúa Kitô vua, 5:45 thánh lễ trọng thể. Xin mời cộng đoàn tham dự như các hội đoàn mặc đồng phục mang theo cờ hiệu để chúng ta hiệp thông tạ ơn, cầu bình an cho nhau, cách riêng cho giáo khu 4 anh chị em của chúng ta. Cha cố Giuse Đào Xuân Thăng, ngài năm nay trên 80 tuổi và hiện tại ngài đang nằm bệnh viện Thống Nhất. Anh chị em cũng biết, ta cũng cầu nguyện cho cha cố được ơn chữa lành, được mau bình phục. Và cuối cùng, quý sơ dòng Saint Paul có những sản phẩm cà phê tiêu đậu phộng do quý sơ trồng ở vùng cao nguyên Đắk Nông nên rất bảo đảm an toàn cho ông bạn chị em yên tâm sử dụng. Mục đích các sơ làm việc này là để có nguồn thu nhập để lo cho các em dân tộc nghèo có điều kiện đến trường và những người nghèo vùng sâu vùng xa. Cho nên mong anh chị em ủng hộ quý sơ để quý sơ có điều kiện phục vụ trong công việc tông đồ, lo cho người nghèo, có các bạn bán ở hai cổng nhà thờ chúng ta. Xin cảm ơn quý ông bạn chị em, xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.